Xin chào tất cả mọi người. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh trên toàn quốc thì TCA Group tự hào mang đến những giải pháp âm thanh hiệu quả dành cho khách hàng. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena VAS đến từ thương hiệu Bosch của Đức. Với hàng chục nghìn hệ thống được lắp đặt trên toàn thế giới thì hệ thống Plena VAS thực sự là một dấu mốc đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Bosch của Đức. Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng tìm hiểu về hệ thống đình đám này cùng mình trong video lần này nhé. Sản phẩm Plena VAS thì gồm các thành phần để tạo nên một hệ thống âm thanh ứng dụng trong các nhu cầu như là để thông báo hay là sơ tán công cộng. Và đây được coi như là một bộ sản phẩm tất cả trong một, bao gồm thứ nhất đó là bàn gọi. Tiếp theo đó là bàn phím cho bàn gọi. Tiếp theo đó là bộ tăng âm. Thì bộ tăng âm này sẽ có các model đó là 120W, 240W và 480W. Tiếp theo đó là bộ định tuyến 6 vùng. Và cuối cùng đó là bộ xử lý trung tâm Plena VAS kèm với âm ly 240W. Bộ điều khiển trung tâm Plena VAC. Mặt trước bao gồm đèn LED báo tín hiệu, đèn báo lỗi, đèn báo zone, micro thông báo khẩn cấp, khối điều khiển sơ tán khẩn cấp, các phím điều khiển reset, found, emergency, đèn hiển thị thông báo theo zone, điều chỉnh tone bass, treble, lựa chọn và xử lý âm lượng nhạc nền, đèn báo tín hiệu phát nhạc theo zone và chiết áp điều chỉnh âm lượng theo zone. Mặt sau bao gồm công tắc nguồn và jack nguồn, nút gạt lựa chọn điện áp, cổng điều khiển RS232, cổng kết nối USB, DIB strict for service only, cổng kết nối bàn gọi, cổng kết nối bộ định tuyến, cổng kết nối với bộ điều khiển từ xa, volume chỉnh âm lượng, loa kiểm âm tích hợp, bản tin lưu sẵn, MG Mix, khối kết nối và điều chỉnh đầu vào, khối kết nối và điều chỉnh đầu ra, chân kết nối Trigger Input, chân kết nối Override Trigger Output và chân đầu loa. Thiết bị thứ hai là bộ định tuyến 6 vùng. Mặt trước bao gồm đèn LED hiển thị tín hiệu, khối đèn báo lỗi, khối đèn báo zone, đèn hiển thị thông báo theo zone,
và đèn phát nhạc theo zone. Mặt sau bao gồm công tắc nguồn và jack nguồn, nút gạt lựa chọn điện áp, cổng điều khiển RS232, dip switch chức năng, cổng kết nối trung tâm và bộ định tuyến, nút xoay đặt địa chỉ cho bộ định tuyến, cổng kết nối đầu ra, chân kết nối trigger input, chân kết nối override trigger output và chân đầu loa. Thiết bị thứ ba là tăng âm. Mặt trước bao gồm đèn LED báo tín hiệu, khối đèn báo trạng thái. Mặt sau bao gồm công tắc nguồn và jack nguồn, nút gạt lựa chọn điện áp, chân đấu loa, cổng kết nối tín hiệu input 2 program, cổng kết nối tín hiệu input 1 priority, nút gạt kiểm tra pilot, turn và battery, chân kết nối Power Replace Output và quạt gió tản nhiệt. Bàn gọi bao gồm đèn báo nguồn, nút chọn vùng, nút gọi tất cả, nút bấm để nói, đèn báo trạng thái, đầu nối bàn phím, cài đặt cấu hình, ngõ vào nguồn điện và jack cắm hệ thống. Thiết bị bàn phím bàn gọi bao gồm nút chọn vùng và đầu nối bàn phím. Khi nhắc tới hệ thống âm thanh đình đám này thì chúng ta không thể bỏ qua 3 đặc điểm nổi bật sau đây. Đầu tiên, sản phẩm mang thiết kế chuẩn quốc tế. Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena VAS là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng như là thông báo, sơ tán hoặc phát nhạc nền. Đặc biệt, phiên bản 3.0 Plena Voice Alarm mới nhất càng được thiết kế tối ưu phù hợp cho nhiều địa điểm như trường học, khách sạn, trung tâm mua sắm, nhà máy, văn phòng hay những nơi đặt nặng yêu cầu giữ an toàn cho nhiều người. Đặc điểm số 2, đây là một giải pháp nhỏ gọn, ứng dụng rộng rãi. Được thiết kế với vai trò là một giải pháp đa năng, Plena VAS hoạt động dưới dạng plug and play, cắm là chạy, một cách độc lập, dễ cài đặt và điều khiển. Để việc điều khiển hệ thống linh hoạt, các bảng điều khiển từ xa tăng gấp đôi giao diện dành cho người sử dụng hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena. Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena Voice Alarms 3.0 có một bộ điều khiển thông báo khẩn cấp bằng âm thanh Plena. Thiết bị có thể quản lý 6 vùng với một bộ điều khiển tin nhắn tích hợp, micro khẩn cấp và một ampli công suất 240W tích hợp. Đặc trưng của hệ thống này là kết nối lắp đặt dễ dàng 6 bộ định tuyến router vào thiết bị thông báo khẩn cấp Plena với công suất số lượng vùng lên đến 120 vùng. Công suất điện tính theo vùng được phân phối tự do theo vùng và có thể đạt lên đến 1.000 W trên một router, tương đương 6 vùng. Ngoài ra, 8 trạm gọi Call Station với 32 bàn phím và các phím lập trình có thể kết nối với nhau để định tuyến thông báo. Có thể bổ sung các ampli Plena để tạo ra hệ thống 2 kênh. Và đặc điểm số 3 là sản phẩm này đạt nhiều tiêu chuẩn chứng nhận về hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán. Để đảm bảo các biện pháp bảo vệ và an ninh tốt nhất, hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena VAS đáp ứng các yêu cầu chức năng và thực hiện một cách nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn N5416, ISO 724016 và N60849, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế về thông báo khẩn cấp bằng âm thanh. Hơn thế nữa, những tiêu chuẩn an toàn trên thế giới còn được áp dụng đối với việc giám sát hệ thống, bật ampli phụ, giám sát đường loa, bộ quản lý tin nhắn và các bộ điều khiển dạng bảng đặt ở mặt trước thiết bị và các chỉ báo. Với Plena Voice Alarm 3.0 thì Plena VAS thực sự là một hệ thống có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với các dòng âm thanh thông báo và sơ tán khác. Và sản phẩm này thì hoàn toàn phù hợp cho nhu cầu của người sử dụng, công ty lắp đặt hay là tư vấn. Ngoài ra, tại thiết kế mới nhất này thì Plena VAS còn được bổ sung thiết lập phù hợp với hệ điều hành Windows cho máy tính, giúp chúng ta có thể quản lý hệ thống một cách đơn giản. Với tính năng này thì việc cài đặt sử dụng Plena Voice Alarm 3.0 sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì Trung Chính Audio chính là một đơn vị uy tín, chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn.
Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.